Chào tất cả quý vị đang xem kênh giới thiệu sản phẩm của Thiên Hà Audio. Hôm nay chúng ta sẽ xem xét và so sánh âm thanh của hai mẫu loa Saba cao cấp Sennheiser Ambell và DVLA Dion. Hiện nay trên thị trường không có nhiều mẫu loa Saba có mức giá tham khảo lên tới hơn 60 triệu đồng như Ambell và Dion. Ambell là đại diện cho những gì mà Sennheiser có thể làm được với một mẫu loa Saba cao cấp. Dù ra mắt đã vài năm nhưng Ambell vẫn là một trong những mẫu loa thanh hay nhất hiện nay. Chiếc loa này có thiết lập âm thanh 5.1.4, hỗ trợ Dolby Atmos và DTS:X. Cấu hình loa gồm tổng cộng 13 củ loa con ở bên trong, trong đó có 9 loa hướng ra trước, 2 loa ra hai bên tạo âm thanh sau và 2 loa hướng lên trên tạo nên âm thanh từ trên xuống. Tổng công suất loa là 500W, có Bluetooth 4.0 và Wi-Fi. Ambell 3D là công nghệ độc quyền của nhà Sennheiser nhằm tạo ra trải nghiệm âm thanh tốt nhất cho người dùng bằng cách đo đạc âm dội từ môi trường xung quanh, từ đó tạo ra các vị trí loa ảo, đem lại cảm giác âm thanh đến từ nhiều hướng, từ đó giúp âm thanh khi xem phim thú vị hơn. DVLA Dion là sản phẩm đầu tiên đánh dấu sự góp mặt của thương hiệu đến từ Pháp trên thị trường loa Saba. Khi được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2022, nó ngay lập tức nhận được sự chú ý của giới mộ điệu sản phẩm loa công nghệ. Như tất cả các sản phẩm trước đó của DVLA, Dion được thiết kế với mục tiêu trở thành một trong những mẫu loa Saba cao cấp nhất hiện nay trên thị trường. Dion có thiết kế vô cùng tinh vi và phức tạp. Chiếc loa Saba cao cấp này được trang bị tới 17 củ loa con, gồm 9 củ loa toàn giải màng nhôm, 8 woofer màng nhôm, đi kèm là cấu hình âm thanh vòm 3 chiều chuẩn Dolby Atmos 5.1.2 kênh, cho phép tạo ra hiệu ứng âm thanh xem phim 3D. Đi kèm với Dion là 4 chế độ âm thanh, Movie, Spatial, Voice và Music. Tùy theo nội dung đang phát mà người dùng có thể thay đổi giữa các chế độ này để tối ưu chất lượng âm thanh nhận được. Ví dụ chế độ Music sẽ chuyển đổi loa thành cấu hình stereo đích thực và tắt đi các tính năng âm thanh không gian. Cả hai mẫu loa đều có phần mềm cài đặt trên điện thoại để có thể điều chỉnh và tối ưu âm thanh theo sở thích của người dùng. Hai mẫu loa Saba cao cấp này hiện đang có mức giá tốt khi quý vị liên hệ số hotline của Thiên Hà Audio. Xin mời quý vị cùng trải nghiệm một chút âm thanh đến từ hai mẫu loa Saba cao cấp này. Từng nụ hôn nhẹ nhàng đậu trên đôi môi, chuyện tình yêu ngọt ngào của tôi bắt đầu. Vòng tay siết lấy đôi vai mềm mại, lắng nghe nhịp tim vang trong hơi thở của nhau. Lời yêu thương còn đọng lại trong câu hát, đường tình yêu hành trình vừa mới bắt đầu. Người đã như chim bay xa ra đi, khiến cho tôi đây buồn hơn nuối tiếc. Từng nụ hôn nhẹ nhàng đậu trên đôi môi, chuyện tình yêu ngọt ngào của tôi bắt đầu.